các cõi khác nhau bất khả thuyết đủ thứ thanh tịnh bất khả thuyết trang nghiêm khác biệt bất khả thuyết vô biên sắc tướng bất khả thuyết đủ thứ xen tạp bất khả thuyết đủ thứ tốt đẹp bất khả thuyết thanh tịnh cõi phật bất khả thuyết thế giới tạp nhiễm bất khả thuyết biết rõ chúng sinh bất khả thuyết biết trùng tánh họ bất khả thuyết biết nghiệp báo họ bất khả thuyết biết tâm hạnh họ bất khả thuyết biết căn tánh họ bất khả thuyết, biết hiểu muốn họ bất khả thuyết, tạp nhiễm thanh tịnh bất khả thuyết, quán sát điều phục bất khả thuyết, biến hóa tự tại bất khả thuyết, hiện đủ thứ thân bất khả thuyết, tu hành tinh tấn bất khả thuyết, độ thoát chúng sinh bất khả thuyết, thị hiện thần biến bất khả thuyết, phóng đại quang minh bất khả thuyết, đủ thứ xác tướng bất khả thuyết, khiến chúng sinh tịnh bất khả thuyết. Mỗi mỗi lỗ lông bất khả thuyết, phóng lưới quang minh bất khả thuyết. Lưới quang hiện sắc bất khả thuyết, chiếu khắp cõi Phật bất khả thuyết. Dũng mãnh vô úy bất khả thuyết, phương tiện khéo léo bất khả thuyết. Điều phục chúng sinh bất khả thuyết, khiến thoát sinh tử bất khả thuyết. Thanh tịnh thân nghiệp bất khả thuyết, thanh tịnh lời nghiệp bất khả thuyết, vô biên ý nghiệp bất khả thuyết diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết, thành tựu trí báu bất khả thuyết, thâm nhập pháp giới bất khả thuyết, bồ tát tổng trì bất khả thuyết, khéo hay tu học bất khả thuyết, bậc trí âm thanh bất khả thuyết, âm thanh thanh tịnh bất khả thuyết, chánh niệm chân thật bất khả thuyết, khai ngộ chúng sinh bất khả thuyết, đầy đủ oai nghi bất khả thuyết thanh tịnh tu hành bất khả thuyết thành tựu vô ý bất khả thuyết điều phục thế gian bất khả thuyết chúng chư phật tử bất khả thuyết thanh tịnh thắng hạnh bất khả thuyết tán thán chư phật bất khả thuyết khen ngợi vô tận bất khả thuyết đạo sư thế gian bất khả thuyết diễn nói tán thán bất khả thuyết các bồ tát đó bất khả thuyết thanh tịnh công đức bất khả thuyết các bờ mé đó bất khả thuyết hay trụ trong đó bất khả thuyết trụ trong trí huệ bất khả thuyết hết các kiếp trụ không nói được vui thích chư phật bất khả thuyết trí huệ bình đẳng bất khả thuyết khéo vào các pháp bất khả thuyết với pháp không ngại bất khả thuyết ba đời như không bất khả thuyết ba đời trí huệ bất khả thuyết thấu đạt ba đời bất khả thuyết trụ nơi trí huệ bất khả thuyết diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết vô lượng đại nguyện bất khả thuyết thanh tịnh đại nguyện bất khả thuyết thành tựu bồ đề bất khả thuyết